Tôi là một người làm mẫu hình. Với gần 20 năm lăn lộn trong nghề, với những chuyến đi liên tục, những cuộc gặp gỡ, phỏng vấn từ những người lao động bình dị đến những nhân vật quan trọng, từ chính khách tới các nhà khoa học, nhà kinh tế, với nhiệm vụ là tìm hiểu và xây dựng những bộ phim tài liệu về chân dung những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội. Tôi cũng tự cho mình có duyên với Phật Pháp khi được nghe rất nhiều bài giảng của quý thầy, được đọc rất nhiều kinh sách. Nhưng rồi càng đọc, càng ngẫm nghĩ, tôi càng có cảm giác là mình đi lạc vào một mê cung với những câu hỏi về thế giới siêu hình, về sự giác ngộ, về việc đâu là con đường chính đạo. Xã hội ngày càng phát triển thì con người dường như cũng ngày càng yếu đuối, với những đức tin bị xói mòn bởi những câu chuyện không hay, vốn vẫn bị truyền thông khai thác, thậm chí đến mức khóa lố mỗi ngày. Với tất cả những băn khoăn đó, tôi thật sự háo hức với hành trình lần này khi bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi chạy thẳng 2 tiếng để đi xe tới một ngôi chùa đặc biệt ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đó chính là chùa Ngọc Thanh, nơi có một nhà sư mà từ lâu tôi đã được nghe tiếng đến, đó là thầy Thích Thanh Quang. Lần này, tôi sẽ có một chuyến hành hương về nơi cửa Phật, với niềm mong muốn được nghe thầy giảng chánh pháp và tìm hiểu về Phật giáo nguyên thủy, con đường mà khi xưa Đức Phật Tổ đã tìm ra và để lại những lời chỉ dạy cho chúng sinh. Với 24 tiếng đồng hồ được ở lại chùa tu tập và sinh hoạt cùng thầy và các nhà sư, các cư sĩ khác, tôi cũng mong muốn sẽ tìm hiểu được nhiều hơn về cuộc sống của một bậc chân tu, và qua đó tôi hy vọng rằng tôi tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của mình suốt nhiều năm qua. Tôi đã tìm và nghe nhiều bài giảng của thầy Thanh Quang trên mạng Internet và biết thầy vốn là một nhà văn, nhà báo, một sĩ quan quân đội và cũng là người nghiên cứu tôn giáo trước khi người xuất gia. Thầy cũng chính là một trong những đệ tử xuất sắc của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, người đã tu chứng quả A-La-Hán và viết lại các bộ sách Những Lời Gốc Phật Dạy và bộ sách Đường Về Xứ Phật để giúp chúng sinh, trong đó có tôi, thực sự hiểu được chánh pháp. Đức Trưởng Lão nay đã nhập diệt và thầy Thanh Quang chính là một trong những người được Ngài giao lại sứ mệnh tiếp tục con đường dựng lại chính pháp theo những lời gốc mà Đức Phật Tổ đã giáo huấn cho chúng sinh trước khi Ngài nhập diệt, để chúng sinh hiểu đúng đạo Phật theo tinh thần đạo đức, nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Và cuộc hành trình 24 tiếng đồng hồ của tôi để tìm hiểu về thầy cũng chính thức bắt đầu. Ngày xưa nó là đạo quán Ngọc Thanh, là một cái đạo quán mà nổi tiếng của Sư Đông. Sư Đông là tỉnh Hải Dương, gọi là tỉnh Đông, nhưng người ta gọi là Sư Đông, Sư Đoài. Thì đây là danh thắng Sư Đông. Cái chỗ này á, nó là nơi mà Nguyễn Trãi đã về đây đã làm thơ một cái bài thơ ấy, gọi là Ngọc Thanh Quán. Sau này thời gian mai một đi, sau bao nhiêu thế kỷ, thì đây bây giờ người ta phục hồi lại. Đấy là do lòng dân tự họ hỏa lên, họ luồn rồi hỏa lên, họ nhặt đá, họ kiếm, họ xây dựng. Thế nên bây giờ nó chỉ còn là dấu tích của cái nơi ở cũ thôi. Còn ở đây á, thì nó có thể chia ra rằng nó đã trên hẳn trên 1.000 năm. Thế 1.000 năm nó bắt đầu từ thời Lý, thì ở đây đã trở thành một cái danh thắng lớn. Đây là cái mọc của cái khu vực mà đạo quán Ngọc Thanh, tức là nó cách đây khoảng 1.000 năm này là nhà Lý này, cách đây 1.000 năm này là nhà Lý. Đây là loại gạch cổ đấy, đấy. Từ một ngôi chùa nhỏ do những người dân góp gạch đá xây nên, dưới bàn tay của thầy cùng công đức của Phật tử khắp cả nước, giờ đây chùa Ngọc Thanh đã khang trang với hơn 40 thất dành cho người tu tập, với tăng đoàn gồm hàng chục các nhà sư và ni. Phải chia ra các khu vực, 3 con đường. Đường dưới này là đi đến nơi tu tập của cư sĩ, tức là những người ở tại gia, họ lên chùa để họ tu tập. Ai muốn lên đây ở những người tu tập vào thất. Đến thứ hai cái bàn tay của ly và các phụ nữ, đến thứ ba cái phòng của
tăng. Biết mình chỉ có 24 tiếng đồng hồ, tôi xin phép thầy để được hỏi ngay những điều mình đang nung nấu. Chuyện về khái niệm thế nào là sự đắc đạo của người tu hành. Ngồi tụng kinh và cứ tụng kinh miết 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm thì sẽ đắc đạo. Bởi vì trước nhất chính cái khái niệm thế nào là đắc đạo nó ra chạch nhau. Anh dùng cái từ anh tu như thế và đến chỗ viên thành đạo quả. Ông nào cũng nói đến viên thành đạo quả, hóa ra tưởng như ông nào cũng viên thành đạo quả rồi. Lên đến hòa thượng rồi thì chết, đều là ngài nhập diệt cả, đều viên thành cả. Vấn đề là chỗ quan niệm ấy nó sai lầm. Sự thực ra khi tu xong của con đường của đạo Phật là phải đạt tới chỗ này mới gọi là xong này. Đạt được tâm bất động trước tất cả các pháp của thế gian, trước tất cả mọi cái chướng ngại, người ta không bị nó tác động vào tâm thể ta, không có cái buồn cái vui của cái được cái mất, cái khổ đau cái phiền não với những cái mà được và không được ở trong đời sống hàng ngày. Con người đã đến mức độ nếu người ta hiểu rằng như thế là chai lì, nhưng không phải, mà ở đây người ta đã hoàn toàn làm chủ được bản thân người ta trước tất cả mọi sự ham muốn của thế gian. Câu chuyện đàm đạo giữa thầy và chúng tôi bị ngắt quãng vì có một cư sĩ lên gặp thầy để xin những lời khuyên khi tu tập. Con người nó xoay xuống, người thì nó ảo, nó cảm nhận người nó cứ lạnh như cái răng mực. Đúng rồi, cái như thế đó, người thế gian thì người ta gọi là bị ma làm, ma nhập, nó gọi là tẩu hỏa nhập ma đấy, bị ma nó vào. Tu mải mê quá, tu sai pháp, không có người hướng dẫn nên nó đã bị vào cái tưởng, cái hoang tưởng, nghi tưởng, hoang tưởng, lúc nào cũng sợ người như chết đến nơi rồi, như là người ta giết, người ta đuổi, người ta hại mình, người ta lập mưu lập mẹo làm việc này việc khác, người ta hại mình. Đấy là hiện tượng chúng ta bị vào tưởng quá sâu. Bây giờ thì chỉ còn có mỗi cách là chú đi lạc bao nhiêu đoạn đường ấy thì chú phải quay trở lại bấy nhiêu. Chú đã đi lạc đường từ cái điểm xuất phát đấy đến cái chỗ mà hôm nay mình nhận ra đấy, thì chú phải quay lại cái đoạn đường như thế. Lần này lại là hai cư sĩ khác, một người đang là lãnh đạo của một viện nghiên cứu khoa học, người kia là một người đã lo xong chuyện gia đình. Cả hai đều tranh thủ những khoảng thời gian có được để về chùa tu tập, để nhận những lời chỉ dạy, và dường như họ đều rất thanh thản và hoan hỷ. Cô là Hạnh Tâm ở tỉnh Bắc Linh, với cơ duyên là cùng cuộc sống, với cuộc đời nó già dặn đến nó khổ hạnh quá, được theo đại thừa rất nhiều nhưng không mang lại gì cho mình. Sau được gặp chánh pháp thì cô sướng quá, cô cảm thấy như đứng ở trên cái đỉnh cao nhất mà cô được nhìn sợ, thấu suốt hết. Vậy vì cơ duyên đấy cô đến chùa gặp Thanh và ngài muốn tâm niệm để giải thoát theo ý của Đức Hồn Sư Trưởng Lão. Thầy đã là thân xương thịt của mình, nó thực tế thân của mình bằng xương bằng thịt mà tu lại chứng một bậc A-la-hán để cứu nhân loại, thì cô cũng phải đi theo thầy. Cô nguyện cũng được như thầy và nguyện cho tất cả mọi chúng sinh được biết sớm chánh pháp này để đỡ khổ mình và khổ người. Hôm nay các thầy trong chùa đang dựng một ngôi nhà để trồng nấm. Ngoài thời gian tu tập trong các thất, các nhà sư tự trồng rau để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch tốt. Lãng một tí còn mua cái nấm này lên là 1,5 tấn rồi cơ. Mới đầu nói chung là rất là khó khăn, mà lúc bây giờ là chỉ có thầy và thêm được có một loại Phật tử các nơi đến, thế nên là cùng thầy coi như là xây dựng. Cứ mỗi ngày coi như là càng đông Phật tử họ đến, họ trợ giúp cùng thầy. Đi theo con đường của Đức Trưởng Lão dạy để tu theo Phật giáo nguyên thủy, các thầy ở chùa Ngọc Thanh giữ nghiêm giới luật, ngày chỉ ăn một bữa vào trước 12 giờ trưa. Và tôi lần đầu tiên được dự một bữa trưa như thế, cùng sự ngộ ra một bài học về sự tu.
hôm nay bữa cơm này chúng con xin thành kính dâng lên Phật Thích Ca, ba đời chư hiền thánh, tổ tiên và ông bà, cha mẹ và kiến thuật, anh em cùng bạn xứ, nội ngoại cùng đôi bên. Nhiều đời vô lượng kiếp, chúng con cũng cúi xin dâng lên khắp pháp giới, chúng sinh và tất cả. Cứ tình và vô tình đều được hưởng cơm này, no lòng như chúng con để tổ chức vũ tu, giải trừ tâm ác độc, tăng trưởng hạnh từ bi, thương xót khắp quần sinh, thể hiện pháp thuần định ra khỏi nhà sinh tử, làm chủ đường luân hồi, báo đáp bốn trọng ân, giữ gìn ngôi tam bảo, trụ trụ mãi muôn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hóa ra việc ăn uống hàng ngày cũng là một pháp tu. Bữa ăn của người tu hành cho tôi một bài học về tu tỉnh thức. Ta làm gì cũng đều phải tập trung và biết rõ việc ta đang làm. Ta nhai miếng cơm trong sự tập trung và ý thức về việc mình ăn, không để lạc tâm lạc ý, không để phóng tâm đi rong. Làm việc gì thì tập trung vào việc đó. Điều đơn giản đó đâu phải lúc nào và ai cũng nhận ra được. Hôm nay thầy không ăn cùng mọi người mà phải tuân thủ theo chế độ ăn riêng, vì thầy vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Điều mà các đệ tử của thầy ở chùa đều nói rằng thầy phát tâm chịu nghiệp lực thay cho chúng sinh khi mở mang xây dựng chùa và giáo huấn chúng sinh đi theo con đường Phật tổ đã dạy. Thầy Thanh Quang này xin nguyện hiến cái pháp thân này cho Phật pháp, dù còn một ngày, một hơi thở cuối cùng cũng vẫn là của Phật pháp. Cho nên bây giờ thầy về đây là người của Phật, chứ hoàn toàn không phải của gia đình, con cháu ở gia đình nữa, mà toàn về đây lúc nào cũng nghĩ một cái nỗi cái niềm là làm sao là họ chỉ được cho Phật pháp được vững mạnh, thế và phát triển, thế và đỡ được cho những người tu ở đây người ta cũng thành đạt. Những điều nghe được càng khiến tôi suy nghĩ và nung nấu những điều muốn hỏi thầy về đạo đức nhân bản và nhân quả. Tối hôm đó tôi có một buổi hỏi đáp với thầy để được nghe thầy giảng về tất cả những điều tôi vẫn băn khoăn. Tu theo đúng con đường của Đức Bổn Sư Thích Ca, nhưng con đường ấy là gì? Đối Phật là cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, ly gia cắt ái, sống không gia đình, tam y nhất bát, cuộc sống kiểu thế. Và không có cái gì được cả, thật đơn giản, thật mộc mạc, thật bình dị. Nhưng giới luật thì họ nghiêm trì, họ giữ gìn. Giới luật ấy không phải là sự khổ hạnh, họ không nợ ai cả, và cũng không ai nợ họ cả, không ai câu thúc gì họ cả. Họ không phải lo kế hoạch làm ăn, đối phó cái này, đối phó với cái kia, với cái được, với cái mất, cái khổ, cái đau ấy đâu. Hoàn toàn ở loại trừ. Cuộc sống người ta thế là thần, thế là tiên, thành thơi lắm, an lạc lắm, chả có gì cả. Thầy cũng trả lời cho tôi cụ thể về con đường của người thầy của mình. Trưởng lão Thích Công Lạc đã làm xong sứ mệnh của mình rồi thì ngài ra đi. Cái sứ mệnh của ngài là dựng lại chính pháp để cho loài người tu theo đạo Phật đúng được, không bị lệch lạc theo 26 thế kỷ vừa qua, sai từ giáo lý, sai từ kinh sách, bóp méo đầu tiên từ nhân sinh quan, thế giới quan, vũ trụ quan, nó đều bóp méo hết, lệch lạc hết. Một đằng có thế giới siêu hình, một đằng không có thế giới siêu hình. Một đằng là tự lực thì một đằng là cầu tha lực. Tu không kể cần phải chuông mõ, không phải kinh sách. Đức Phật làm gì có để lại câu kinh nào? Hả? Thời Đức Phật làm gì đã có chữ? Thế nên đi đến đâu là thuyết pháp đến đấy, chứ không phải có tụng kinh. Không có tụng kinh, Phật không có câu kinh nào để tụng cả. Nhưng đời sau dưới những đại thừa nó mới lấy những điều mà Phật dạy biến thành kinh, phẩm nọ phẩm kia để cho con người đọc tụng. Đó, nó khác hẳn. Tôi thức dậy bởi tiếng chuông giữa 2 giờ sáng. Vẫn biết các thầy giữ gìn giới luật rất nghiêm trì, nhưng một người đến từ cuộc sống phàm tục như tôi rõ ràng chưa thể hiểu nổi những áp lực nào có thể mạnh đến mức mỗi đêm kéo người ta dậy khỏi chăn ấm nệm êm giữa 2 giờ sáng. Đó là sự mong muốn giải thoát ư? Hay là sự mong muốn được tinh tấn, đạt đến sự thông tuệ khiến người ta có thể nỗ lực đến như vậy? Trong cuộc sống bình thường, người ta ăn ngày 3 bữa nhưng mà còn thấy thiếu. Nhưng khi vào trong chùa thầy
chứng kiến được những bữa ăn chay đảm bảo. Nhưng đặc biệt một ngày chỉ ăn đúng một buổi trưa, buổi sáng và buổi tối thì không ăn nữa. Thứ nhất, cái việc mà người ta quen với cái lề lối sinh hoạt của giới luật đó đã là một sự đáng khâm phục cho tôi. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong cuộc sống, trong cái bộn bề, cái tất bật, cái lo toan, thế nào họ cũng có một giây phút nào họ khát vọng, họ tìm về cái bản thể của mình. Nhưng có lẽ mọi người có hoàn cảnh khác nhau, mọi người công việc khác nhau, bận rộn, cho nên có người làm được, có người chưa. Ngày hôm sau, từ rất sáng sớm, thầy đã lại dậy và đi một vòng quanh chùa. Mua bình ngọc khí rồi đấy hả? À đấy, phải mua bình ngọc khí như thế thì phun được. Phun xa xa nó ra được trực tiếp vào nhá. Phun xa xa nó ra được trực tiếp vào. Ơi, phun hơi thật căng lên làm sao để cho nó cái vặn cái này để cho nó thành phun, thành xương, chứ đừng thành giọt tia như thế kia. Đấy, nó như thế này nè. Như thế này nó còn khá hơn này. Đấy, nếu nó phải như thế này mới được. Không khí ở trong chỗ này là cần nó độ ẩm từ 75 đến 80 độ ẩm trong 80%. Còn nếu khi nào mà nó xuống 60%, 50% thì phải phun một ngày tới 4 lần. Thế còn nhiệt độ của nó là nó chỉ hợp từ khoảng 20 đến 21, 22, 23, 24 độ. Thế là vừa tầm. Không còn hình ảnh của vị chân sư đêm qua vừa giảng cho tôi những chân lý của nhà Phật. Người đi cùng tôi sáng hôm nay dường như là một ông già giỏi giang trong từng việc cụ thể và có vẻ hơi đặc biệt khó tính. Sâu nó phá 3 lần trong rồi mà nó ăn hết. Bây giờ những cây còn, những cây cao to được như thế. Trong khi đó thì lại nó như cây bé tí như thế này. Bác ra để kia nữa à? Ai phụ biết kia? Con này nhà có thầy Sơn lên giúp con. Thầy Sơn à? Chào mẹ. Chú xếp cái thuốc gì mà thầy thấy chất suốt từ sáng đến tối giờ hết. Nhưng có lúc thầy cũng rất vui vẻ, thậm chí là hài hước. Ngồi lên đấy là ông Pháo con như như thường ngự đấy. Nhà này nóng quá của ông là ngồi. Việc gì phải quay, lại thế. Mặt nó, hết cần, nó đều nóng lắm. Không chấp, không sân si, không còn để ý mọi điều nhỏ nhặt quanh mình, chuyện gì cũng có thể tùy thuận, tùy duyên. Tôi đã tưởng một vị chân sư minh tuệ như thầy sẽ luôn là người như thế. Nhưng hôm nay, đi cùng thầy trong buổi sáng, chứng kiến thầy để ý mọi người từng công việc nhỏ, trong lòng tôi lại gợi lên những băn khoăn. Thế có phải là thầy còn chấp hay không? Hay là người chấp chính là tôi, khi tôi vẫn mang cái hiểu của mình, cái trí tuệ thế gian của mình để cân đo mọi chuyện? Tôi nhớ lại những hình ảnh mình có trong tay cho một người đồng nghiệp, đạo diễn Xuân Phước cung cấp khi anh cùng đoàn làm phim Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim về thăm chùa và cho các bạn một trải nghiệm. Sau này, đạo diễn Xuân Phước cứ xích xa mãi với tôi vì niềm vui được có hạnh ngộ một lần nói chuyện với thầy để hiểu cái ngã và vô ngã. Thật ra, cơ thể chúng ta đây, sự tồn tại của chúng ta đây, ngoài cái vô thường ra rồi thì nó còn có cái vô ngã, tức là không có cái ta này, không có cái tôi này. Chúng ta luôn đề cao cái tôi. Nếu như xã hội phong kiến trước kia thì mới chỉ đề cập đến cái chúng ta, lấy làng xã, lấy cộng đồng, lấy tất cả tập thể ấy làm nơi sống, làm nơi nương tựa và là cái chủ thể. Thế nhưng tiến lên đến tư bản chủ nghĩa thì người ta lại đề cập đến cái tôi. Con người sống thì phải có cái quyền được tự do, được quyền thế này, quyền thế kia, và phải được khẳng định mình. Cũng như trong sáng tạo thì cái tôi phải là cái chủ yếu. Không có cái tôi thì không có sự sáng tạo. Ta là cái gì? Ta chính là cái khối nghiệp lực mà nó kết tập lại. Mà nghiệp lực là cái gì? Nghiệp lực là tất cả các hành vi tạo tác từ ba nơi: thân, khẩu, ý.
nó bộc lộ ra từ cái cá tính, từ cái nết, từ cái thói quen của con người. Mà cái cá tính, cái thói quen, cái nết đấy nó được huân tập qua ngày này, tháng khác, năm này, tháng khác, nó đi suốt cuộc đời của chúng ta. Tức là cái nết của con người ấy đấy. Đấy. Chứ nó không phải đơn giản là không. Thế thì cái mà nó bộc lộ ra ấy, nó gồm có cả việc thiện, có cả việc ác. Thì cả các cái hành động ác và thiện ấy, nó đều là sự bộc lộ hiện hành của nghiệp. Buổi trưa hôm nay, sư cô Hạnh Liên, một trong những đệ tử của thầy, rủ chúng tôi lên thăm đỉnh núi phía sau chùa, với lời giới thiệu về một khung cảnh thật hùng vĩ, vốn có thể quan sát từ trên cao cả khu vực Đông Triều và một góc của vùng đất Quảng Ninh. Nhưng theo lời sư cô nói thì việc lên đỉnh núi này vốn bị thầy cấm. Và điều đó thì khiến tôi lại càng thêm tò mò và thắc mắc. Vì lý do gì mà thầy lại không muốn cho các đệ tử của mình lên đây? Thầy bảo là đi tu thì yên tâm quay vào trong. Chứ không được là phóng đi lên đây rồi cứ nhìn ngắm ấy, rồi nhớ nhà, rồi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa ấy. Như thế thì không, người tu thì không được như thế. Đi lên cứ nhìn cảnh, nhìn mây. Nghe chuyện sư cô kể, tôi mới biết rằng cô có một người em trai nữa cũng tu ở chùa Ngọc Thanh này. Đó là sư Thanh Quy, người đã vào chùa từ khi còn là một cậu bé và được thầy nuôi dạy, cho đi học cấp 3 và dạy cho tu tập. Nhưng lo lắng cho tương lai sau này nên sư Thanh Quy cùng một sư trẻ nữa đã xin phép để đi tu học ở một chùa khác theo pháp môn Đại Thừa. Vâng, họ đi học với mục đích là sau này chú ạ. Tôi nghĩ là sau này không có thầy nữa thì không sợ không đứng được ấy. Mà bây giờ ta phải đòi hỏi bằng cấp mình kia nên là hai người quyết tâm đi ra đi. Đi học. Thế anh Dũng thì tự động đi. Thầy bảo là làm đơn, nhưng mà Thanh Dũng không làm đơn. Sáng hôm sau Thanh Dũng đi từ sớm, không ai biết luôn, cứ thừa để lại. Ý là cũng kể, cũng hối hận ấy. Với lại nghĩ là những ngày trước là Thanh Quy nghịch ngợm bên kia đó, được thầy rèn rũa cho ấy. Thầy dùng đủ các tuyệt chiêu. Thế Thanh Quy là cảm ơn, không bao giờ quên được ấy. Cứ công ơn của thầy. Và lần này, chân dung vị sư già rất nghiêm khắc nhưng cũng rất đổi nhân từ, cứ từ từ hiện ra, ngày càng rõ nét. Ai thầy cũng thương, như con thầy cũng hay la, nhưng mà thầy vẫn thương ai cũng thế, kể cả Thanh Hoàng. Thầy la nhiều khi giống như là những cái pháp tu chứ ạ. Thầy la để cho mình xả tâm, khi mà mình chưa biết thì mình đau khổ, mình hay suy nghĩ, mình khóc. Nhưng mà khi mà mình trải qua nhiều những cái sự việc như thế rồi thì mình thấy nó bình thường. Ai cũng nghĩ là thầy nghiêm lắm, dạy như thế không đúng. Nếu mà thầy không nói thì mình không biết mà sửa làm sao cũng thế. Ai cũng thương thầy hết. Chăm thầy mà nhiều lúc này không mượn đâu, chỗ thầy không cần đâu. Lo lắng cho thầy lắm. Ai cũng vào cái chùa này, ai cũng duyên nợ thầy. Có lẽ đúng là mọi chuyện xoay quanh những cái duyên và nợ. Tôi cũng vậy, tự cho mình có cái duyên được gặp thầy. Nhưng tôi vẫn cho là mình còn nợ khi chưa giải thích được điều gì đã khiến một người như thầy, một nhà văn, một nhà báo, một sĩ quan quân đội lại bỗng dưng bỏ tất cả để đi tìm cho mình một con đường tu hành. Rồi cũng con người ấy, khi gặp được Đức Trưởng Lão, được Ngài thu nhận làm đồ đệ, thì không chỉ dừng lại ở việc tự giải thoát cho chính mình, mà tự chịu hy sinh cả sự tu tập tinh tấn của bản thân để dành mọi công sức, tâm sức cho sự phát triển con đường dựng lại chánh pháp theo lời dạy của Đức Trưởng Lão. Là người đệ tử được Đức Trưởng Lão tin yêu, giao cho việc viết giáo trình rồi cho đứng lớp dạy các khóa tu, thầy tiếp tục được Trưởng Lão giao cho việc xây dựng cơ sở trung tâm an dưỡng chân lạc tại Đá Hàng, Ninh Bình, như một cơ sở chính thống để phát triển Phật giáo nguyên thủy tại miền Bắc. Bao nhiêu công sức của thầy cùng các Phật tử đã bỏ ra để xây dựng trung tâm thật khang trang, cho tới lúc vì các thủ tục hành chính mà trung tâm phải đóng cửa chuyển giao cho chính quyền Ninh Bình. Nhưng không dừng bước, thầy lại tiếp tục thực hiện ủy thác của Đức Trưởng Lão để xây dựng chùa Ngọc Thanh thành nơi tập trung tu tập Phật giáo nguyên thủy lớn mạnh như hôm nay, để dựng lại chính pháp, phát triển đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người theo đúng lời Phật tổ đã dạy. Đã gần hết 24 tiếng đồng hồ, giờ phút phải chia tay sắp đến. Và cũng lúc này, tôi đã có được cuộc trò chuyện với thầy, để cuối cùng tôi tìm được câu trả lời cho chính mình.
về làm chính trị viên đại đội, chính trị viên tiểu đoàn, xong về cơ quan trung đoàn, sư đoàn, lên đến quân đoàn, xong ở cục chính trị quân đoàn. Đấy. Làm cán bộ lãnh đạo của phòng tuyên huấn quân đoàn 5 vạn quân. Đấy. Thầy là cơ quan tuyên huấn, lãnh đạo của cơ quan đấy. Đang lúc phát triển nhất thì không thích thưa về. Thầy về cái là họ cũng xin đủ chuyện. Ồ, tại sao ông lại như thế? Ông Nguyễn Huy Hiệu mà thượng tướng đấy, thầy với ông về quân đoàn cùng này. Sao ông hỏi thượng tướng? Ông hỏi thầy bảo, tôi và anh cùng về quân đoàn một ngày, mà cũng chỉ mới về được, anh về chưa được bao lâu, được hơn một năm, tại sao anh lại xin nghỉ? Quân đội đã đưa anh đi đào tạo học hành, tại sao anh? Thầy bảo thế, anh thích, nghe tôi nói thật, thầy thích nghe nói xấu, phải không? Thầy thì tôi nói với anh này, tôi hôm nay tự thấy là con người không phù hợp với cuộc sống này. Tôi chỉ có hợp trong chiến tranh, sinh ra trong chiến tranh, bây giờ làm xong điều đó rồi, tôi không bắt đầu quân đội. Một tuần sau là thường vụ đảng ủy quyết định đồng ý cho đi tu sướng hết nhiều chứ. Mình hiểu biết, có được những điều mà người khác không thể có được. Mình hiểu ra cái lẽ đời, hiểu cái sự sống, hiểu cái bổn phận, hiểu cái ý nghĩa làm người. Ông làm người mà ông chả hiểu cái ý nghĩa làm người, cần người sống, cần phải như thế nào. Ông lầm lạc thì có khổ đau biết bao nhiêu. Cuối cùng thì ai đến chỗ đủ thì thôi, ăn đủ đó thôi chứ còn làm được cái gì hơn. Nên Nguyễn Công Trứ nói những câu: ngồi rồi mà trách ông xanh, thì vui lại khóc, buồn tênh lại cười. Kiếp sau xin chớ làm người. Ô cây cú quá. Trời ơi, làm gì mà làm cây thông đứng giữa trời mà gieo. Lên mà làm thông. Giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông, ai nó trèo theo ông. Chứ có một công chứa, chứ có mấy công chứa, ai theo làm theo công chứa. Thế tóm lại, vì thế Phật mới nói đời là khổ, sống là khổ. Ngay người thế gian người ta còn biết nói là hữu thân hữu khổ, đã có thân là có khổ, có khổ trong cái buồn vui, cái được mất, thế thôi. Mà toàn tự mình làm khổ mình chứ có cái gì đâu. Anh không phải là cái giấy thấm thì làm sao mà nó hút mực vào. Tôi phủ nhận tất cả những điều đó, đến việc tôi tự coi nó là vô thường. Cuộc sống rất yếu, không thể thiếu những điều ấy. Thế thì tôi bình thường lắm. Nói như thế là anh bắn vào tôi thì anh như bắn vào xe tăng. Chả ăn thua gì cả. Bắn súng trường vào xe tăng, chả ăn thua gì. Nhưng mà vì tôi biết chấp nhận là cái chuối hột nên là đạn súng trường nó bắn vào thì xuyên qua luôn, khổ đau. Nếu mình không là tờ giấy thấm thì mực nào nhiễm vào được ta? Hoặc đã chủ động làm tờ giấy thấm thì còn lo gì bụi trần bôi lắm. Vừa ý thức để gồng mình lên như tấm khiên, như lớp giáp sắt để phản lại những cám dỗ, những xô đẩy của cuộc đời, nhưng cũng lại ý thức để mềm nhẹ như thân cây chuối, cho viên đạn mặc sức xuyên qua, tự chủ để tự tri, tự ngộ, tự giác, tự làm chủ mình khỏi sự vọng niệm, thì đâu còn lo gì mọi sự vô thường, bởi tất cả đều nằm trong nhân quả. Chỉ 24 tiếng đồng hồ nhưng đầu óc tôi giờ đây như được khai mở. Dẫu biết rằng con đường của Đức Phật, của Đức Trưởng Lão vạch ra để chỉ dạy cho chúng sinh đi cho thoát khỏi bể khổ, giải thoát khỏi những trầm ai cuộc đời, hẳn còn rất nhiều những chông gai, nhưng tinh thần, đạo đức, nhân quả, nhân bản, sống không làm khổ mình, khổ người, thì đã như cơn mưa rột sạch và thấm đẫm trong tôi. Và hẳn cũng đang từng giờ từng khắc lan tỏa khắp thế gian thông qua những chỉ dạy bằng chính tấm thân mình, pháp thân giáo của những vị chân tu như thầy Thanh Quang và những người đang sát cánh cùng thầy phụng sự Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích.